Rồi đây anh em, cái số này là mình chuẩn bị lên video ha. Đồ mình chỉ gửi được trong Sài Gòn thôi nha anh em. Còn ở tỉnh thì muốn lấy thì phải giữ hàng lại ha, qua năm mới gửi được. Đây là cái bộ giữ mũi vít với lại đốt vô mấy cây vít đó, nó có 500 hết, nó sẽ rớt, nó không làm cho anh em rớt cái mũi ha. Và đây là chì hàng thì nó có tép này và cuộn này với thêm bốn cái ống này. Đây là cái mũi bộ mũi khoan gài bê tông ha. Còn đây là cái số học lưỡi dao nó rất là nhiều dao nha. Cái này học không nên nè đó, và cái này là hộp lưỡi dao học giấy nè đó. Và này cái hộp con lưỡi dao móc của cái cây này ha, cây kia nhìn ha. Đây là cái dao, mấy con dao mà của ba nó có cán rồi, anh em xài có hư cái lưỡi thì sẽ có lưỡi này nha. Đây cũng vậy luôn, đây đó, có con cán có cái lưỡi ha. Và đây đó, có con dao, cái hộp dao này sẽ xài cho cái con dao móc này. Đây là dao bột giấy, đây cũng hộp cái lưỡi dao luôn, đây lưỡi dao tròn, và cái này hộp lưỡi dao luôn. Cái này là lưỡi dao này để anh em nào xài cái đề can hay là làm bị quảng cáo để anh em cắt ha. Và đây là một số mũi khoan sắt nha nè, mũi khoan sắt mũi taro đó, và mũi bốn sắt đu tròn cũng có nha, và đu lục giác, và cũng có mũi bê tông dính ở đây nè. Mình sẽ bán chung hết công ty đó. Mũi khoan sắt đu lục giác là cũng sẽ có đó, này đu lục giác luôn ha, đem 6 ly 3. Đây là một có dính một số mũi vít ở đây nữa. Cái cây massage nãy anh em hỏi nè, cây này mình không có thử luôn nha nè. Đây và con vít lực này ha, vít lực này size nhỏ, đầu khoan hi ti, và một cặp vít cách điện, và cái dòi hơi ha, dòi hơi này còn rất mới. Đây cái bộ mũi vít anet mình bán, mình sẽ ta đi kèm theo mấy chục mũi vít luôn, cần điếu 8-10. Đây là những cái dòi hơi với cái đồ đo hơi này nè, ba cái đồ đo hơi thì nó sẽ có 4 cái 5 cái, và dòi đo hơi thì sẽ có 3 cái 4 cái 5 cái luôn, tổng cộng là 10 cái. Cái này nó để gắn dây ống trực tiếp, và cái này nó cũng gắn dây ống. Cái này thì nó bị cắt cái ống mà về nên sẽ bóng cốt để xài. Và cái này thì nó sẽ có cái đầu gài để anh em ra đầu hơi, và cái này nó sẽ có ốc chặn. Cái đầu này giống cái đầu của cái đo hơi đó. Và đây là một cái bộ mũi khoan tròn đó. Đây thì nó sẽ 10 ly nó nhiều lắm anh em, mũi 10 ly nó nhiều lắm. Và đây là cái bộ lấy ốc gãy nha, gãy như có mấy cái mũi khoan giống như mũi khoan tháp anh em, khoan giống như mũi khoan tháp, nó có cái lỗ đây, ở đây mũi khoan tháp, cái này dọc tròn. Còn mấy cái này á, để mài cái gì á này mình tặng theo đó. Bán theo chung luôn, nó mài cái gì á, nó vô lỗ hay gì á. Cái này hình như là cái bộ lấy ốc gãy á, loại bự loại nhỏ nè, răng nó xoắn nè. Cái này thì nó tròn, và cái này thì nó có xài cũng tròn luôn ha đó. Và cái này là cái này nó có 3 mũi nè, con lấy ốc gãy á. Cái này là siêu nhỏ, để lấy siêu nhỏ này mũi cầm một bánh xuyên đóng luôn.